Hẳn quý vị vẫn còn nhớ vụ việc diễn viên hài hữu tín bị bắt khi đang tổ chức cho bạn bè sử dụng ma túy tại chính căn hộ của mình tại chung cư ở quận 8 tại thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa năm 2022. Đến nay công an quận 8 đã có kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, khung hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị cho diễn viên Hải Hữu Tín về tội danh tổ chức trái phép chất ma túy, theo khoản 2, điều 255 Bộ Luật Hình sự là từ 7 đến 15 năm tù liên quan đến vụ án, còn có Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1990, làm nghề chỉnh nhạc DJ, ngoài việc bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm của tín, còn bị cáo buộc thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, Tín và bạn gái thuê căn hộ chung cư Giai Việt ở quận 8 sống, họ cho Phi thuê lại một phòng trong nhà tháng 5 năm 2022, trong khi đi hát tại quán karaoke ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Phi được một người đàn ông tên là Andy chưa rõ lai lịch dù sử dụng ma túy. Khi ra về, thấy còn dư ma túy, Phi đem về cất tại phòng ngủ của mình. Ra sáng ngày 11 tháng 6, Hiếu Tín cùng một số người đi ăn nhậu rồi kéo về căn hộ ở trung cư Gia Việt. Vào phòng của Phi, nam diễn viên thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cho bạn bè cùng sử dụng. Hôm đó, Tín cắn và nuốt nửa viên thuốc lắc. Khi Vi về đến nhà, biết Tín và bạn sử dụng ma túy, nên Phi chỉnh nhạc cho hưng phấn và đưa ma túy cho một người khác sử dụng. Đến 2 giờ ngày 11 tháng 6, Hiếu Tín rủ T và Tâm về căn hộ của mình. Tại đây, A và T vào phòng ngủ, riêng Hiếu Tín vào phòng khác lấy ma túy, thuốc lắc ra cùng Tâm sử dụng. Khoảng 1 giờ sau, Phi đi làm về, biết Hiếu Tín và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc để tạo hưng phấn. Đến 4 giờ cùng ngày, Huyền cũng đến rồi vào phòng cùng sử dụng ma túy. 9 giờ cùng ngày, công an ập vào kiểm tra, phát hiện cả nhóm sử dụng ma túy. Kết luận điều tra thể hiện T và A ngủ trong phòng khác nên không biết việc Hiếu Tín cùng nhóm trên sử dụng ma túy. Chủ căn hộ mà Hiếu Tín thuê cũng không biết vụ việc này nên không bị xem xét xử lý.